15 Ếch Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15 Ếch Bình Dương nha. Thì hôm nay như các cô chú anh chị thấy thì có đông đảo bà con ha đến viếng cầu Nam Vũ Linh. Chú ơi, con chào chú nha chú. Đã ba hát được. Con chào chú nha. Dạ. Dạ con hân hạnh được biết chú ha. Không biết là cô chú đến từ đâu chú? Bạc Liêu. À, cô chú đến từ Bạc Liêu. Lên đây là dạ để biết mộ Vũ Linh là chưa cứ gặp. Dạ. Rồi từ đó giờ có thăm. Dạ, vậy là chú lên anh Bình Dương mình cũng lâu hả chú? 2 năm rồi, nhưng mà cái bữa mà cái ngày năm á, ngày năm á là tới mất, nghe nói Vũ Linh mất là tại chính chôn. Dạ. Cũng không đi được, ra công chuyện làm cho công ty là không đi được. Dạ. Rồi tới sau này mới gặp được mấy ngày lễ này mới đi được. Dạ. Đến nay thì nghe nói là ông đất là chôn ở nghĩa trang của Hoa Viên. Dạ. Hoa Viên mà đi kiếm được mà nay mới kiếm được. Dạ. Kiếm bằng được. Dạ. Sao không? Nghe anh Vũ Linh rồi đó, cho anh hát từ đó nhỏ lớn. Dạ. Hát cái giọng nói hát ngọt mà cô bác ta nhiều mến thương. Dạ. Là ảnh ca không khi nào mà để ai mà chê một chữ làm được với anh. Dạ. Còn nhầm khi ảnh ca giỏi rồi mấy đứa mà sao ca sĩ sau này. Dạ. Ảnh cũng phải chỉ lại ca cho đúng cái nhịp đó là ảnh mới chịu à. Chứ không, dạ. Không đúng là không chịu đó. Dạ. Anh Vũ Linh này hồi đó anh khó. Dạ, rất là khó đúng không chú? Đúng, là khó là chỉ dạy cho là nửa ca sĩ sau này á, nhỏ nhỏ sau này lớn lên phải sẽ gắn ca đúng như lời của ảnh ca mới chịu chứ. Dạ. Ca thích trọng là. Dạ, đây này, rất là bà xã đây cũng bà. Dạ. Đi. Nhưng mà bà cứ đòi đi hoài mà kiếm được. Nhưng mà bữa nay đi được. Dạ, quá quý rồi. Để bà có hát tặng gì không, bà hát như thế nào? Bà đòi đi lên kiếm gì nữa anh Vũ Linh. Dạ là cô chú á, chắc là con nghĩ là cô chú chắc ông đều mến mộ của Nam Vũ Linh ha. Mến mộ từ xưa giờ luôn. Dạ. Không mà chú biết nghe anh Vũ Linh hát thôi. Dạ. Chú có thể chia sẻ là chú nghe cái tuồng nào của cậu Nam Vũ Linh mà chú mến mộ tới bây giờ không chú? À, có nghe hát cái bản nhiều nhất là cái Độc Thủ Đại Hiệp nha, là ông ca Độc Thủ Đại Hiệp. Anh thương cưng hãy lắng nghe những gì Hà Phan Tò là cái đó là. Dạ. Ca với là của Hạc. Dạ là chú nghe tú ghiền tới giờ luôn hả chú? Nhớ hoài mà cái ở nhà mình nghèo thì mình có chỉ mua được cái thu văn. Dạ. Mua được cái thu văn nào mà có cái tù cái lương Dũng Linh. Dạ. Là mình mua đi. Dạ. Ra chợ đó, đó được mua được cái thu văn này là mình cũng nói là mình có giàu khó mới mua được. Dạ. Thêm cho con hỏi là cô chú đến đây á thì thấy mộ của cậu Năm như vậy thì cô chú thấy như thế nào? Đây cô chú thấy đây là rất thương là Vũ Linh, nhưng mà ra đây tới đây là được là cũng mến mộ là chú được là cái danh hạnh á. Dạ. Là được tới đây. Dạ. Là được gặp cái chân chỗ cái mộ của Vũ Linh. Dạ. Chứ hồi coi trên mạng á. Dạ. Coi trên điện thoại là vì chú không biết là anh Vũ Linh là có mất có qua đời mà biết chôn chỗ nào. Dạ. Nhưng mà nói qua sen thì biết cái chỗ nào đó và công viên nói là ở những Hoa Viên. Dạ. Và không biết chỗ nào. Dạ. Bữa nay phải đi tìm cho bằng được. Dạ. Hồi giờ hôm nay có đi lạc không chú? Hả? Hôm nay mình có đi lạc không? À, có hỏi thông nhiều chỗ nhiều người lắm mới tới đây được. Dạ, vậy là hỏi qua rất là nhiều người ha. Dạ. Dạ. Bởi vì mình phải đi tìm cho bằng được. Dạ. Là thí dụ như ta chỉ ra mình cũng chạy theo thôi. Dạ. Mà nếu ta chỉ thiệt thì mình. Dạ. Chạy theo cái hướng đó. Dạ. Bởi vì chú với cô á là không biết là chạy điện thoại cầm ứng hết trơn ở dưới quê. Dạ. Người. Dạ. Ta nghèo khổ ở đó. Dạ. Không có làm được ra tiền có được cái cô bóp xài. Dạ. Điện thoại đang thường thôi à. Dạ. Đó cho nên đây giờ mới đây được mua cái điện thoại này. Dạ. Mà chưa biết là lên cái bản đồ đi đúng không chú? Dạ. Đường cháu. Dạ. Không biết luôn. Dạ. Chỉ là hỏi thôi. Dạ. Đó, để hỏi thôi, chứ hỏi thăm người ta là chạy. Còn ra chỉ đâu thì mình đi đó, chứ còn chứ. Dạ. Nói chung là biết anh Vũ Linh á. Dạ. Anh Vũ Linh là mất cái ngày 6. Nghe nói mất ngày 6 nhưng mà tới ngày 9 mới chột. Ngày 5 tháng 3 chứ. Đó,
ngày ngày 6 ngày 5 gì đó là dạ. Ngày 10 tháng 3 đó là dạ. Cái anh mà ảnh ngày chôn thì cũng có coi lên điện thoại thì thấy xe quá đường quá nhiều. Dạ. Nhưng mà cũng mình biết chứ nó trời phải mình ở đó mình gần đó cái mình đi đưa tiễn anh vô luôn. Dạ. Mà không đi được bởi vì mình đã ở đây làm ở đây. Dạ. Vì nghèo khổ lên. Mình cũng đang làm mà đúng không chú? Dạ. À, khi mà cậu Năm mất vậy thì không biết là cô chú có buồn không ta? Bả phải đêm nào cũng mở điện thoại coi hoài không. Dạ, dạ. Không ăn cơm nhiều đâu. Dạ. Nhưng mà nói ăn cả hay không có ăn cơm thì ăn rồi xong cũng buông đi điện thoại lên bả cái chồng cái mạng lên cái như cái điện thoại mình thôi mà dạ. Chú nói vậy là hiểu rồi đó. Dạ coi thì suốt ha. Suốt nha. Dạ. Là mở lên ví dụ như anh Linh á. Anh chết vậy có đúng không? Dạ. Hay có đúng bệnh đâu. Chứ anh ca hay quá, ca ngọt ngào mà anh rất hiền từ. Dạ. Chứ đâu phải là ảnh là đâu phải là người sóc cha. Dạ. Mà sao mà rất sao mà nhanh lẹ. Dạ. Nói chung là mình không có ngờ đúng không chú? Dạ đúng. Dạ. Mình cho nên hai bỡ ngỡ luôn. Ở nhà mà đi lên Bình Dương này làm cũng gì cũng mở điện thoại ra coi suốt, coi suốt ăn cơm coi buông là coi tới ngày chôn mà nghe lên xe đi ha mà không nói đi chôn mà không nói chung là đất của ở Nha Trang của Nha Trang công viên của Hoa Viên cái là nói vậy mà cũng không biết ở đâu. Dạ. Nhưng mà để hỏi thăm từ từ với đứa cháu hoặc coi sớm chuyện hỏi biết không nặng bả đồ đi lâu rồi. Dạ. Bà đầu đi lúc cái ngày mà hạ du lịch xuống bà đầu đi. Dạ. Không biết đường đâu đi. Dạ. Tới ngày nay mới được mới tìm đường mới được mới để đi nơi đó rồi ha. Hỏi nữa hỏi bảo vệ đó rồi bảo vệ chỉ đó vô đây mà thấy cái bản du lịch chỗ đó. Dạ. Đó gì là chắc là trong đây ha. Dạ. Dạ nên mình vào cái chính xác luôn. Dạ. Đi thấy dạ. Cái tìm cái bằng được. Dạ. Bỏ bên đây là bỏ bảo vệ. Chú làm bảo vệ. À chú làm bảo vệ công ty ha. À chú làm bảo vệ công ty mà nghỉ nay nghỉ 4 tiếng. Dạ. Đi chở bả đi cho tìm chú được cái gì đó giờ chưa bả đòi đi hoài mà chú dạ. Gặp cái chỗ mà chỗ của anh Vũ Linh á. Dạ. Là chỗ anh nghỉ á, là anh chết qua đời á là chưa có chỗ là biết chỗ đó. Dạ. Bả đi cho bằng được cái đó thì coi coi ảnh thế nào vì cái chỗ đó thấy có ổn định hay không. Dạ, dạ. Bởi vì chú thì cứ thật thật chú cô thật thật, thật. Bả thương Dung Linh còn hơn chú nữa. Dạ. Bởi vì nghe cái giọng hát của Dung Linh á mến ta là mến từ hồi lúc mà biết anh Dung Linh là hồi đó mình biết nghe ca tù cải lương á. Dạ. Là ca tù cải lương nào là biết tù cải lương đó hết. Dạ. Là vì sao? Bởi vì nghe anh Vũ Linh ca cái bản gì mà cũng ngọt ngào, mến thương. Dạ. Không có ai mà để mà chơi một cái tuần nào mà được với anh Vũ Linh. Dạ. Nhưng mà tới sau này có là được sống được cái thu bằng cái bản mà độc thủ đại hiệp. Dạ. Đó thì nãy nhưng mà anh Vũ Linh thì ca rất hay. Còn mình thì đâu biết ca mà nhưng mà mình chỉ nghe thôi. Dạ. Nhưng mà nghe cũng mến. Anh Vũ Linh ca này em Phương Cương à hãy lắng nghe là Biển Hà Phân Tỏ là cái đó là ca lúc đó với là dạ. Thạc dạ mà dạ. Ca quá quá tuyệt quá xuất sắc đúng không chú quá dạ chú ơi cho con hỏi là chú làm bảo vệ thì lễ rồi chắc bên công ty họ đâu có cho nghỉ đúng không chú không cho nghỉ mà hôm nay chú bên đây hết qua hết lễ rồi mới dạ. Đi nè à ngày qua là cái ngày 30 tháng 4 là 1 tháng 5 là phải bắt chú trực dạ. Bữa nay chú xin nghỉ ngày là đi chở bà đi cho gặp anh Vũ Linh xin nghỉ một ngày luôn hồi đó nguyên ngày luôn này có nhậu rồi cái bà đòi đi kiếm anh dạ. Vũ Linh gần đây mà sao quá sao yeah. Mình đi thì không được ta nghe nói ta nói là có đi 15 phút tới rồi dạ yeah. Rồi nhưng mà sao mình đi tìm không được đi cả tiếng hả chú đầu từ cái chỗ ngã ba Phú Hòa dạ từ ở chỗ Phú Chánh yeah. Là chỗ trạm y tế Phú Hòa chạy lên tới đây cái đầu kia ta chỉ chạy đi thẳng và cái đầu tại tới bắt đầu hỏi ta hỏi tiếp dạ là chỗ nghĩa trang của Hoa Viên nghĩa trang của Hoa Viên Bình Dương Hoa Viên dạ đó rồi ta chỉ nữa tới đó là chỗ chân xanh đồng đỏ
quẹo vô, dạ. quẹo phải là tới. Dạ. Phải tìm bằng được. Dạ. Thôi bây giờ vậy đi. Giờ để cho anh Vũ Linh thì tới đây rồi. Dạ. Để cô chú là còn mấy cháu nữa kìa. Dạ. Chơi chiều mới về. Dạ. Thôi tụi con cảm ơn cô chú rất là nhiều ha. Dạ, dạ. Con chúc cho là cô chú là nhiều sức khỏe. Là mang phát tài phát đạt nha cô chú. Hôm nay phải nói là rất là trân quý cái tấm lòng của cô chú đã phải là dành trọn một ngày của chú ha để đến đây cái để lễ còn năm Vũ Linh rất là thiệt luôn. Ngày lễ là dạ. Chú làm bảo vệ, quả là làm nấu cơm cho công ty. Dạ. Và làm công ty luôn. Wow, tuyệt vời. Nhưng mà qua ngày lễ là đi không được. Dạ. Nhưng mà bữa nay qua lễ xin nghỉ ngày đi cho chỗ bà đi chưa bằng được. Dạ. Dạ. Rồi thôi tụi con cảm ơn các cô chú nha, không phiền cô chú nữa thì bây giờ mình có thể là chụp một tấm hình làm kỷ niệm nha chú. Trên dạ. Đồng mạng nha. Dạ. Cái gì thì bà hát hay lắm mà chú. Phải chi mà cô tặng bà con một bài hát này cũng tuyệt vời ha. Để cả chúng ngạn ngào á. Chúng ngạn ngào tới đây là chúng ngạn ngào cũng làm được chứ không dạ. Đúng. Anh Linh nè, anh Dung Linh này. Chú ca mấy bản cái lương giọng cổ bản dòng sông em là ca ngọt ngào luôn mà tại dạ. Hôm nay là tới đây gặp anh Vũ Linh nên thấy xúc động. Dạ xúc động quá thì sao? Mình cũng hát tới đây là mừng rồi không để quan tâm mình ca đốc. Dạ. Để đốt nhang cầu nguyện rồi mời anh hút thuốc. Dạ. Anh đó là nãy cũng mua bia. Vậy là chú cũng mời hút cậu Nam à ha? Dạ. Dạ tuyệt vời quá. Là có mời anh. Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ dạ, cảm ơn chú rất là nhiều nha. Con bắt dạ. Tay chú một lần nữa ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Chưa về đâu, chưa tới chiều mới về. Chưa tới chiều. Rồi, thôi đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là tạm dừng video này cũng khá là dài rồi ha. Cảm ơn tất cả quý cô chú quý anh chị đã xem video. Nếu mà các cô chú các anh chị xem video thấy hay hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.